chùa Phước An là một ngôi chùa có lịch sử lâu đời ở Cần Thơ. Chùa được hình thành từ năm 1885 theo hệ phái Bắc Tông. Từ năm 2009, chùa được di dời đến quốc lộ 91B, nay là đường Nguyễn Văn Linh, khu vực Thới Hưng, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tính đến nay, chùa đã có lịch sử hơn 130 năm. Nơi đây ngoài nổi tiếng với sự linh thiêng, cổ kính, còn là nơi chữa bệnh bốc thuốc nam cho hàng chục lượt bệnh nhân miễn phí. Trước cổng chùa là một bảng để tên chùa Phước An. Hai bên chùa là hai pho tượng Di Lặc và Quan Âm Bồ Tát. Tượng Di Lặc được đặt trên nóc nhà của một gian nhà nhỏ bên phải chùa. Tượng Quan Âm Bồ Tát cao hơn 20 mét đặt bên trái chùa. Nhìn lên vừa thấy uy nghiêm lại vừa thấy sự hiền từ của Phật Bà. Chánh điện của chùa có gam màu vàng chủ đạo. Nhìn vào rất uy nghiêm và bề thế vô cùng. Khi bước vào bên trong chánh điện là tượng Phật Như Lai cao lớn, thể hiện sự trang nghiêm và linh thiêng. Phía trên ba mặt tường là những bức hình nối tiếp nhau, khắc họa cuộc đời của Đức Phật, kể lại quá trình từ khi Ngài ra đời, trải qua trăm nghìn thử thách cho đến khi người ngồi dưới gốc Bồ Đề đắc đạo. Phía sau chánh điện là gian thờ Tổ sư Đạt Ma, người có công truyền bá đạo Phật gian xa hơn. Bên ngoài cũng có một số gian thờ nhỏ, nơi những bức tượng Phật ngồi trang nghiêm với nhang khói nghi ngút. Bên trong khuôn viên còn có một gian thờ để cầu siêu những vong linh của Phật tử đã mất. Trong khuôn viên cũng có một số tượng La Hán trầm tư suy nghĩ và những bức hình sống động về Phật Pháp. Không những chùa có những đặc điểm đặc trưng về kiến trúc, mà nơi đây còn nổi tiếng bởi sự từ bi của mình. Hàng ngày, chùa Phước An đón tiếp hàng chục lượt khách thập phương đến khám và chữa bệnh miễn phí. Nơi đây có một tổ y tế chuyên khám và hốt thuốc nam miễn phí cho người nghèo. Nhiều chỗ nghỉ chân trong khuôn viên chùa dành cho dòng người khám chữa bệnh chờ đợi đến lượt mình. Nếu có dịp qua đây, quý vị hãy vô chùa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự linh thiêng của ngôi chùa này. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo.